Kiến của quý vị và sau lưng quý vị, đây là nơi trung tâm của đại hội, và bên cạnh Ma Đờ Hương, mẹ Huỳnh Tiểu Hương, mẹ của mấy trăm trẻ mồ côi ở Việt Nam ngày hôm nay cũng có mặt tại đây để mà cùng đến cầu nguyện, để xin một cái ơn gì đó để cho trung tâm, cho các cháu, các em, các bé được bằng an trong cái cơn đại dịch này. Mà bên cạnh đó chúng tôi có gặp được ông Mark, ông cũng là legal assistant cho Ma Đờ Hương. Kính thưa quý vị, để đi vào sâu vào chương trình thì chúng tôi đặt ngay vấn đề, và trước tiên là ngày hôm nay lý do tại sao mà mẹ Hương lại có mặt tại đây? Dạ thưa anh, ngày hôm nay là Tiểu Hương nghe là đại hội La Vang, Đức Mẹ thì Tiểu Hương đến ở đây. Dạ này, nói chung khi đến đây thì Tiểu Hương cảm thấy rằng là rất là xúc động với là cái tình yêu thương và sự niềm tin của mọi người đến với Đức Mẹ La Vang. Dạ. Hi Mark, why you been here today? Here today to support Mother Hung and the unveiling of the Mother La Vang statue, which was central to the story of the persecution of the Vietnamese when Mother Mary came to the Vietnamese being persecuted in the forest with medicine and encouragement, and it's a way to remember the martyrs that died based upon the persecution so many years ago.
À, ông cũng đến đây để ông nói lên cũng cùng những cái niềm tin của mọi người nói về Đức Mẹ La Vang là cách đây 200 năm đã có những cái hiện tượng và những phép lạ Đức Mẹ ban xuống, và ngày hôm nay tất cả mọi người đều có mặt ở đây, ông ta cũng có mặt. À, Mẹ Hương đứng sau lưng một tượng Đức Mẹ đang bồng Chúa Giêsu, hình dáng của một người mẹ Việt Nam, và cái biểu tượng đó đã nằm tại đây. Thì cảm nhận của Mẹ Hương lúc này khi mà nhìn thấy cái tượng Đức Mẹ bế Chúa Giêsu mà rất là hình hài người Việt Nam, thì Mẹ Hương cảm nhận như thế nào? Dạ thưa anh, riêng cái bản thân của Tiểu Hương là không phải là đạo Công giáo, chính thức là không phải đạo Công giáo. Tiểu Hương sau khi Tiểu Hương bị bệnh á, Tiểu Hương mới thấy Đức Mẹ, thì Tiểu Hương mới cảm nhận rằng là một cái hình ảnh của một người mẹ Việt Nam mà ẵm một cái đứa trẻ, ẵm Chúa Giêsu, thì Tiểu Hương rất là xúc động. Vì bên cạnh đó là Tiểu Hương hiện tại cũng đang nuôi mấy trăm đứa trẻ cô nhi. Tiểu Hương cũng đi nhặt những đứa trẻ, những em bé từ khi vừa lọt lòng về, và cái tình yêu thương đó thì cảm nhận đối với Tiểu Hương, cho nên Tiểu Hương luôn luôn cảm thấy là Đức Mẹ đối với Tiểu Hương rất là quan trọng. Dạ thưa, Đức Mẹ rất là gần gũi với Tiểu Hương, vì Đức Mẹ ở đây là chính là 345 cháu cô nhi hùng tiền lại, và để đặt bức tượng này để mà dâng lên cho nhà thờ La Vang tại Las Vegas để mà cầu nguyện, để xin Đức Mẹ luôn luôn ban bình an cho trẻ em cô nhi tại Việt Nam và trên toàn cầu của thế giới, cũng như tất cả những người trên thế giới và đặc biệt là người dân Việt Nam. Kính thưa quý vị, một sự không biết là sắp đặt hoặc là ngẫu nhiên, nhưng mà bức tượng Đức Mẹ La Vang phía sau lưng luật sư Mark cũng như là mẹ Huỳnh Tiểu Hương, là bức tượng này là từ Việt Nam, do gia đình Ma Đờ Hương kính tặng và biếu tặng đến trung tâm đền thánh Mẹ La Vang Las Vegas, tặng bức tượng này từ một tấm lòng của tất cả các con và trung tâm. Vào cái cơ duyên nào mà mẹ Hương lại gặp được linh mục chánh xứ ở đây mà gửi tặng cái bức tượng này vậy thưa mẹ Hương? Dạ thưa, tại vì trước đây là Tiểu Hương là một người bị bệnh, Tiểu Hương bị bệnh ung thư, cho nên Tiểu Hương chỗ nào Tiểu Hương cũng đến hết á. Nói chung là chỗ nào, nói chung là mọi nơi gặp, gọi là phước chủ mấy thầy á. Cho nên Tiểu Hương khi mà Tiểu Hương được gặp cha Dũng ở đây thì thực sự Tiểu Hương cũng không biết là cha Dũng gọi là bằng A Dũng thôi. Tại vì nhỏ hơn mình mà, cho nên không có gọi bằng cha. Thì cho nên Tiểu Hương nói với A Dũng là bây giờ ở nhà thờ La Vang á, Tiểu Hương ở Việt Nam cũng có nhà thờ La Vang, Quảng Trị, thì Tiểu Hương bệnh Tiểu Hương cũng chạy đến đó. Ở nhà thờ, nhà chùa chỗ nào cũng đến hết trơn để mà đi cầu xin cho mình hết bệnh. Thì khi đến nhà thờ La Vang, Tiểu Hương thấy Đức Mẹ ở La Vang, Tiểu Hương cũng cầu xin. Rồi Đức Mẹ Ma Fatima ở Bình Triệu, Tiểu Hương cũng cầu xin. Thì sau khi qua đây, Tiểu Hương có được mọi người dẫn đi chơi á, thì thăm Tiểu Hương thấy Đức Mẹ ở đây nhỏ nhỏ. Cho nên Tiểu Hương mới nói với cha Dũng. Thì cha Dũng có nói rằng là đại hội năm ngoái, đại hội La Vang nếu mà có được một bức tượng Đức Mẹ thì dạ, rất là ý nghĩa và tuyệt vời. Thì Tiểu Hương mới nghĩ rằng là Tiểu Hương muốn lấy hình ảnh của Đức Mẹ Việt Nam và người Việt Nam đi trên toàn thế giới. Đó, cho nên Tiểu Hương mới là về mới tâm sự với tất cả các con và những người tình nguyện viên của trung tâm, tất cả mọi người cùng nhau hùng tiền lại để mà làm dâng Đức Mẹ cho nhà thờ La Vang. Kính thưa quý vị, một trung tâm nửa vòng trái đất giữa Mỹ và Việt Nam mà một cái sự an bài, một sự quan phòng nào đó mà mẹ Huỳnh Tiểu Hương cũng là người gốc Quảng Trị phải không? Tức là Quảng Trị là quê hương mà Đức Mẹ đã hiện ra cách đây hơn 200 năm. Trong một cái niềm tin đó, mẹ Hương cùng với các con của trung tâm đã gửi tặng và kính tặng đến đền thánh Mẹ La Vang cho linh mục Hà Quốc Dũng là chánh xứ. Cái bức tượng thưa quý vị cao chừng khoảng hình như là cũng khoảng 8 feet phải không mẹ Hương? Dạ, bằng bức tượng của Quảng Trị Việt Nam luôn ạ. Tức là cái bức tượng mà quý vị lát nữa David sẽ cho quý vị coi cái bức tượng từ đầu tới cuối và chung quanh bức tượng và đá làm như thế nào. Quý vị sẽ xem những chi tiết sau, nhưng mà cái bức tượng này là lớn bằng tượng Mẹ Việt Nam, Mẹ La Vang tại Quảng Trị. Vậy thì trong cái tâm tình như vậy,
thì mẹ Hương muốn nói gì trong cái đại hội lần này, nhất là thay mặt cho mấy trăm con, mấy trăm em và những người mà Mạnh Thường Quân đã đến đây để mà nhìn cái bức tượng này, họ hình dung ra rằng nơi đây, nơi nào có người Việt là nơi đó có hình bóng của người mẹ Việt Nam. Mẹ Hương muốn nói gì lúc này? Dạ thưa, đối với Tiểu Hương là đã nuôi 345 đứa con trẻ khôi nhi khuyết tật đã khó khăn rồi, và đã để mà duy trì được một cái trung tâm, một cái gia đình lớn là càng khó khăn hơn. Nhưng Tiểu Hương nghĩ rằng chúng ta cứ mở tấm lòng ra và nghĩ đến mẹ và yêu thương những người bên cạnh. Cho nên Tiểu Hương cũng mong rằng tất cả mọi người xã hội xa gần hãy cùng Tiểu Hương cũng như cha Dũng ở đây để mà chúng ta để cầu nguyện cho thế giới và toàn cầu mọi người được bình an. Dạ. Quý vị nhìn xa hơn một tí nữa, một cái tấm lòng của mẹ Huỳnh Tiểu Hương và các con đã gửi gắm tượng Đức Mẹ là vàng đá, và cái khối đá này thì bây giờ sẽ tìm hiểu thêm, tại vì chính mẹ Huỳnh Tiểu Hương là các con là người đã đứng ra để mà cùng với trung tâm tặng cái bức tượng này để có thể đi sâu một chút tiết là đá và tượng này được đặt tại đâu, tại Ý, tại Việt Nam hay là tại một nơi nào đó vậy mẹ Hương? Dạ thưa, tượng đá, tượng ở đây là đá là cha ở nhà thờ La Vang, và cha bên Đông Mất Cô, các cha đi tìm và đặt cho Tiểu Hương. Và dạ, còn tiền thì tất cả những các con tại trung tâm và các con dành tất cả những cái gì mà, tại vì khi mẹ bị bệnh, niềm tin, dạ, tại vì mẹ bệnh nặng mà các con sợ mẹ chết đi, thì các con dành tất cả những gì có thể để mà cứu mẹ trước. Cho nên những ngoài các con ra thì còn các em nữa, vì các em cũng sống bụi đời với Tiểu Hương từ trước tới nay, thì các em lớn lên thì các em ra làm ở ngoài, cho nên các em cầm cố mua bán tất cả những cái gì trong khả năng mà từng đồng từng cát một để các con hùng vào để mà làm bức tượng này dâng lên Đức Mẹ tại ngày đại hội của La Vang ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nghe thì chúng ta có thể nghĩ là một cái gì đó mà có thể nó siêu phàm lắm, nhưng mà hơn thưa quý vị rất là gần gũi từ các niềm tin mà mẹ Huỳnh Tiểu Hương và các con khi mà thấy mẹ Hương bị bệnh như vậy đó, thì là các con mới together lại để đóng tiền lại để mà khắc tặng một cái bức tượng như thế này từ Việt Nam, và đá này từ Việt Nam phải không mẹ Hương? Dạ thưa đúng ạ. Dạ. Dạ. Có phải là non nước không nhé? Cái đá rất là nổi tiếng phải không dạ, mẹ Hương? Thưa, cái đá này rất là đẹp, tại vì cha chọn, tại vì Tiểu Hương có nói với cha rằng là tiền bạc tất cả không có thể tìm được, nhưng mà sức khỏe mất đi thì không bao giờ mua được, cho nên Tiểu Hương muốn vĩnh cửu, cho nên khối đá này gọi là khối nguyên khối, cho nên là dạ 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 khối đá này cha tìm gần 2 năm trời đó, thì cha mới làm ra được cái khối đá này, rồi cha mới cho người làm á, cho người đi làm ra cái tượng này. Dạ đúng rồi. Kính thưa quý vị, đúng không có đơn giản như vậy, nhất là bằng một cái tâm tình, nhưng mà sau đó cũng đi sâu vào tình tiết là phải lựa đá như thế nào và được người nào mà có kinh nghiệm về cái đá đó, và một vị linh mục ở Việt Nam đã cùng với mẹ Hương và tìm cái khối đá này hết 2 năm mới tìm ra được cái đá. Dạ, dạ thưa, ngoài tượng Đức Mẹ này còn một Đức Mẹ ở trong nữa. Dạ, hai bức tượng, một bức tượng là giáo sư Hoàng Quang Thuận, gia đình giáo sư Hoàng Quang Thuận, và chính cha của nhà thờ La Vang Quảng Trị là người đi tìm. Thì hiện tại Đức Mẹ nhà thờ La Vang hiện tại có hai bức tượng Đức Mẹ La Vang. Dạ. À, như vậy là ngoài cái bức tượng mà khi mà chúng ta vừa vào trung tâm á, là chúng ta thấy Đức Mẹ La Vang đứng sừng sững để chào đón tất cả những con cái của mẹ, cho nên là chúng ta thấy rằng là mẹ Hương, Ma Đờ Hương vừa chia sẻ là cũng có một bức tượng giống y như vậy, hải phong mẹ Hương? Dạ thưa đúng ạ, hiện tại ở đây là có hai bức tượng. Một bức tượng phía trong là của gia đình của giáo sư Hoàng Quang Thuận. Dạ, nhưng mà đá là do cha của nhà thờ La Vang Quảng Trị chọn. Dạ. Như vậy là nếu mà càng đi sâu thì càng thú vị. Chúng tôi đứng đây để mà nói chuyện với Ma Đờ Hương và ông Mát là chúng tôi rất là thú vị. Không những có một ngược tượng Đức Mẹ, chúng ta có hai tượng Đức Mẹ tại đền đánh trung tâm Las Vegas. Một là của mẹ Hương và các con từ trung tâm nhân đạo quê Hương. Hai là của giáo sư Hoàng Quang Thuận. Giáo sư Hoàng Quang Thuận là ai vậy thưa mẹ Hương? Dạ thưa, giáo sư Hoàng Quang Thuận là cũng một người, giáo sư Hoàng Quang Thuận là một người, nói chung là người cứu Tiểu Hương khi Tiểu Hương bệnh, là thường cho thuốc với là chăm cứu với gia đình rất là tốt đối với trung tâm.
Vì cho nên khi mà nghe để mà tạc tượng ở Đức Mẹ ở đây để cho mọi người toàn cầu đến để cầu nguyện cho thế giới bình an, thì gia đình đã xung phong để mà anh em trong gia đình hùng tiền lại với là mẹ của giáo sư Hoàng Quang Thuận, lấy hết tất cả những cái tiền mà con cho đó gửi cho cha để đặt làm cái tượng này. Vậy thì chút nữa là David cũng với ông Mark và mẹ Huỳnh Thị Hương, chúng ta sẽ đi đến cái bức tượng thứ hai, tức là Another One and Behind. Ok, đây một lần nữa David cho quý vị thấy nhé. À, quý vị nhìn trên ống kính là trên đường chạy vào vừa đến cổng, quý vị vừa vào cổng là tượng Đức Mẹ cao sừng sững, cao bằng tượng Đức Mẹ tại Quảng Trị, đứng ngay đối diện với lại cửa ra vào của trung tâm. Và cái bức tượng thứ hai cũng kích thước như thế này, nằm ở phía trong thì theo như sự chia sẻ của mẹ Huỳnh Thị Hương, cái bức tượng thứ nhất là từ trung tâm mẹ Huỳnh Thị Hương và các con, cái bức tượng thứ hai là từ giáo sư Hoàng Quang Thuận từ Việt Nam luôn, cũng một tấm lòng và cũng một cái nhìn niềm tin để cầu nguyện cho mẹ Hương, cũng đã gửi tặng đến trung tâm một bức tượng thứ hai. Vậy thì bây giờ quý vị cùng với chúng tôi đi đến bức tượng thứ hai để xem bức tượng thứ hai với thứ nhất này nó có khác nhau không, và cái kích thước nó có giống như Đức Mẹ La Vang tại Quảng Trị không quý vị nhé. Quý vị tiếp tục theo dõi cái hình ảnh rất là đặc biệt ngày hôm nay, là một sự ngẫu nhiên mà chúng tôi gặp được ông Mark, tức là legal assistant cho Mother Hương, cũng có mặt ngày hôm nay để chúng ta nói về hai bức tượng tại đền thánh mẹ Las Vegas ngày hôm nay trong kỳ đại hội lần này. Quý vị nhớ nhé, cùng với chúng tôi theo dõi. Kính thưa quý vị, đây là bức tượng thứ hai theo như lời chia sẻ đến từ mẹ Huỳnh Tiểu Hương. Đức tượng thứ hai này là do giáo sư Hoàng Quang Thuận hiện giờ còn nằm bên trong một cái thùng gỗ được đóng rất là cứng và rất là an toàn, là vì bức tượng này được ship từ nửa vòng trái đất từ quê hương Việt Nam của mẹ Việt Nam gửi đến cho trung tâm đền thánh mẹ La Vang tại Las Vegas. Chúng tôi đang gửi đến quý vị, đây là bức tượng thứ hai, vẫn còn nằm trong thùng gỗ, quý vị thấy không? Thì một ngày rất là gần đây, khi mà trung tâm này phía ngoài đã được xây xong, và bức tượng thứ hai này cũng sẽ được gỡ thùng gỗ ra, và quý vị cũng thấy rằng là hình dáng và những cái nét tạc tượng và những đá cũng giống như là bức tượng thứ nhất. Khi mà chúng ta bước từ ngoài cổng chúng ta bước vào, đây là bức tượng của giáo sư gia đình, giáo sư Hoàng Quang Thuận đến từ Việt Nam, cùng với bức tượng thứ nhất của mẹ Huỳnh Thị Hương và các con từ trung tâm nhân đạo quê hương. Chúng tôi đang gửi đến quý vị những hình ảnh về hai bức tượng đặc biệt ở Đức Mẹ La Vang từ Việt Nam, từ những khối đá, từ những nhà nghiên cứu, từ những linh mục từ Quảng Trị đã nghiên cứu và đưa đến hai bức tượng, và với một cái tấm lòng đóng góp của trung tâm nhân đạo quê hương mẹ Huỳnh Thị Hương và các con, cũng như gia đình giáo sư Hoàng Quang Thuận, mà giờ đây hai bức tượng này đã có mặt sừng sững đứng giữa một bầu trời để che ấp ủ những con cái của mẹ khi mà đến đây cầu xin mẹ, cũng như là nằm bên trong ngôi đền thánh mà đang là một ngày rất gần sẽ hoàn chỉnh, và bức tượng thứ hai sẽ được rời khỏi thùng gỗ và đứng sừng sững bên trong cũng như bức tượng thứ nhất. Quý vị đang cùng với chúng tôi theo dõi một phóng sự rất là đặc biệt về hai bức tượng này, và ngày hôm nay cũng có mặt người mà đại diện để kính biếu tặng đến bức tượng cho đền thánh mẹ La Vang tại Las Vegas. Kính thưa quý vị, rất là mau chóng chúng tôi đã gặp được cha quản nhiệm chánh xứ của đền thánh mẹ La Vang. Ngài đang là rất là vất vả trong những ngày vừa qua để mà cùng với các linh mục, cùng với những thiện nguyện của hội đồng giáo xứ để mà lo cho tất cả các giáo dân đến đây để tham dự đại hội. Cái niềm hân hoan thế nào trong cái đại hội lần này thưa cha Dũng? Rất là phấn khởi và vui mừng. Trước tiên là thấy cái sự hiện diện của rất là đông người thương yêu mẹ, rồi sẵn sàng tới đây để mà cùng với tất cả mọi người khắp nơi để mà có những cái ngày đại hội cùng với nhau, để mà cảm ơn Chúa qua mẹ Maya, và tạ ơn Chúa cần thêm nữa là thời tiết quá tuyệt vời cho nên là quá vui, mọi người rất là thoải mái này kia. Cái vui này mà ngài đang giấu này. Kính thưa quý vị, ở đây có hai bức tượng mẹ La Vang rất là lớn, lớn bằng tượng Đức Mẹ La Vang Quảng Trị, điều đó đúng không thưa cha Dũng? Đã lâu rồi không về Quảng Trị nó bằng. Ồ vậy hả? Vậy thì trước tiên là cảm ơn chị Tiểu Hương đã biếu cho đền thánh mẹ La Vang đây một tượng Đức Mẹ rất là tuyệt vời, như chị chia sẻ là bằng cái tượng ở bên ngoài Quảng Trị, và nơi đây sẽ là một nơi chúng ta tuy quy tụ người Việt Nam khắp nơi, tại vì Las Vegas là trung tâm của thế giới, nên là những người tùy nước tất cả những nước mà ở khắp nơi bên ngoài họ
có thể tới đây, kể trong nước và ngoài nước có thể tới đây, không tới chưa tới Mỹ mà chưa tới Las Vegas thì chưa thể tới Mỹ, và tới Las Vegas chưa tới La Vang thì chưa phải tới La Vang, và có sự hiện của Đức Mẹ, một bức tượng rất là lớn nữa, là còn một nơi là phải nói là cha Dũng. Và cái bức tượng thứ hai nằm trong đó là của giáo sư Hoàng Văn Thuận, cũng lớn y như vậy đó cha Dũng, và cũng bằng tượng Đức Mẹ La Vang ở Quảng Trị luôn, con đã tìm hiểu. Vậy là cái hai cái khác nhau, vậy anh đã tìm hiểu, anh biết còn nhiều hơn mình nữa. Vâng, cảm ơn giáo sư đã cho ưu ái cho, và phải nói là tuyệt vời, rất là hay. Là vì tại sao? Là vì thứ nhất đó là mình có một bức tượng ngay bên ngoài để mà chào đón tất cả mọi người tới, và thứ hai bức tượng ngay ở trong trung tâm để mà chào đón tất cả mọi người vô trong trung tâm để mà có những nơi sinh hoạt rất là tuyệt vời. Cảm ơn chị và cảm ơn giáo sư. Cha rất là bận, còn cảm ơn cha Dũng rất nhiều, ngài đã chia sẻ, mặc dù quý vị thấy ông rất là bận. Cảm ơn cha, chúc cha nhiều sức khỏe. Và đại hội lần này là theo con được biết là cũng khoảng trên dưới 10.000 người đó thưa cha Dũng. Cảm ơn anh, đếm giỏi quá. Cảm ơn anh. Quý vị vừa với chúng tôi theo dõi một phóng sự rất là đặc biệt, cha Dũng ngài vừa chia sẻ, và cảm ơn hôm nay trực tiếp cái người mà đứng bên tay trái của linh mục Hà Quốc Dũng là mẹ Huỳnh Thị Hương, bức tượng thứ nhất, và giáo sư Huỳnh Quang Thuận và gia đình. Mặc dù không có ở đây nhưng bức tượng của gia đình ông cũng đã được đặt bên trong đền thánh. Ở ngoài là mẹ chào đón, mà bên trong là chúng ta tâm tình rất là trang nghiêm và rất là tâm linh cho tất cả những người con dân mẹ khắp nơi trên thế giới, kể cả trong và ngoài nước, đến đây đều có cơ hội đến với mẹ, ngắm nhìn mẹ, cầu xin mẹ và mong mẹ ban cho chúng ta được nhiều sức khỏe qua cái cơn đại dịch, và nhất là những con cái, con dân của mẹ trong nước lúc này đang trải qua một cái cơn đại dịch rất là gay go, và nhất là ghé mắt nhìn đến mẹ, mong mẹ nhìn đến trung tâm nhân đạo và mấy trăm đứa trẻ mồ côi kém may mắn mà mẹ Huỳnh Thị Hương đang là kêu mang các em, mong các em cũng qua khỏi để mà cùng với hiệp lời với mọi người tạ ơn mẹ và cảm ơn mẹ. Mẹ Hương ha. Dạ rồi, cảm ơn anh và tất cả mọi người. Dạ. À, kính thưa quý vị, khi mà đi sâu vào trong trung tâm đền thánh mẹ La Vang cũng không xa lắm quý vị, khoảng chừng trên dưới 500 feet thì chúng ta sẽ thấy là một linh đài Đức Mẹ La Vang cũng nằm sừng sững tại đây, nhưng với một cái bức tượng rất là khiêm nhường. À, vậy thì mẹ Hương, mẹ Hương có đến đây lần nào chưa mà lại có một cái nhã ý với một cái tấm lòng cùng với gia đình giáo sư Hoàng Công Thuận mà kính biếu tặng đến đền thánh hai bức tượng, mà phải nói rằng so với bức tượng chính của đền thánh như thế này mẹ Hương? Dạ thưa, tại vì trước khi mà đến nhà thờ La Vang ở đây thì khi đó Tiểu Hương đang bệnh nặng, Tiểu Hương cũng thường đi các nhà thờ và đặc biệt nhà thờ La Vang ở Quảng Trị. Thì Tiểu Hương mới so sánh tại sao mà cũng là La Vang mà mẹ ở đây nhỏ gọi là khiêm nhường, không có lớn. Với là nhìn vô, Tiểu Hương muốn làm sao mà Đức Mẹ giống như Đức Mẹ ở Việt Nam. Dạ, Tiểu Hương muốn khuôn khổ và kích thước tất cả đều giống nhà thờ của La Vang, để tất cả mọi người ở khắp mọi nơi toàn cầu để về đây cùng hiệp ý cầu nguyện. Cũng giống như Tiểu Hương khi khỏe mạnh thì quên mất mẹ, nhưng khi mà bệnh thì đi tìm mẹ chạy tới, cũng như các con ở nhà cũng vậy. Mấy trăm đứa con khi mà bình thường không tìm mẹ, nhưng khi các con đi học không có chưa kịp đóng tiền học cũng tìm mẹ, và khi đau ốm bệnh tật cũng tìm mẹ, không ngủ được cũng tìm mẹ, và trước khi đi ngủ cũng tìm mẹ. Thì Tiểu Hương nghĩ rằng Đức Mẹ rất là quan trọng, vai vế một người mẹ rất là quan trọng đối với mọi con người chúng ta. Cho nên Tiểu Hương muốn làm thế nào để mà dâng một tượng Đức Mẹ tại đền thánh La Vang, Las Vegas. Dạ, giống như ở Quảng Trị, vì Tiểu Hương muốn Việt Nam của mình đến toàn cầu. Và đất nước Việt Nam và người phụ nữ Việt Nam và chiếc áo dài của Việt Nam đi đến toàn cầu trên thế giới, và đặc biệt tại nhà thờ Las Vegas. Thì cho nên Tiểu Hương nghĩ rằng dù khó khăn đến bao nhiêu đi nữa, Tiểu Hương cũng cố gắng huy động, vận động một người không thể nào làm được tất cả, nhưng mà kêu gọi mọi người, anh em, con cái cùng nhau, mọi người một chút hùng lại rồi làm. Nhưng mà kỹ thuật thì không có, Tiểu Hương phải nhờ các cha, để các cha đi tìm thứ nhất là khối đá cho nó bền, và khối đá cho đặc biệt. Dạ, dạ, không phải rằng là làm một bức tượng cho có lệ, mà làm một bức tượng để cho muôn, để đời đời. Dạ,
Dạ đúng rồi, để cho nó vĩnh cửu luôn. Vì đó là một cái mà tình yêu thương của Tiểu Hương cũng như mấy trăm trẻ em mồ côi khuyết tật và những người anh em lang thang đường phố kính dân. À, kính thưa quý vị, đúng như vậy. Cũng không phải là một sự là vô tình đâu, nhưng mà đã mẹ Huỳnh Tiểu Hương cũng đã đến đây nhìn thấy cái bức tượng mẹ La Vàng rất là khiêm nhường, thì từ những cái ý định đó, từ những cái tâm tình đó, mẹ Hương cũng đã trao đổi với lại cha Hà Quốc Dũng chánh xứ ở đây và tất cả những người mà bắt đầu mẹ Hương đổ dồn vừa tâm sức vừa công sức vào để mà có một cái ý định kính tặng đến đền thánh bức tượng mà kích thước và mọi sự giống y như tượng Đức Mẹ tại Quảng Trị. Vì vậy cho nên hai bức tượng đó ngày hôm nay đã có mặt tại đây. Cha chồng đang thông báo là vào hội thảo lều hội trường số 1 cho linh mục Anthony Phạm Sĩ Hanh và hội thảo số 3 lều hội trường số 2 linh mục Michael Trường Luân. Xin ổn định chỗ ngồi để chúng ta bắt đầu trong vòng 1 phút nữa. Thành thật cảm ơn. Kính thưa quý vị, người đứng giữa như David đã giới thiệu đến quý vị là ông luật sư Mark đến từ South Carolina. Ông là legal assistant cho Mother Hương Foundation và trên một cái chuyến bay, kính thưa quý vị, 4-5 tiếng đồng hồ bay, ông đã có mặt tại trung tâm lần này cùng với mẹ Hương, tức là Mother Hương, người mẹ của những người con đông nhất trên thế giới, chứ đừng nói Việt Nam. Và sau khi chúng tôi đi tham quan cũng như tìm hiểu và thăm viếng đền thánh, và giờ phút này chắc chúng tôi cũng phải chia tay, là vì trước khi chia tay, now we are to say hi somebody before we are leaving here, Mark. It's been a wonderful pleasure to be here and be part of this event. Want to say hello to Pastor Jimmy and all of my friends within the Vietnamese community. Dạ thưa Tiểu Hương, rất là vui mừng khi được đến dự đại hội La Vang của năm 2001. Và Tiểu Hương rất là cảm động với tình yêu thương của tất cả cộng đồng của toàn cầu đến tham dự chương trình này. Và Tiểu Hương chúc tất cả mọi người vượt qua cái đại dịch trong lúc khó khăn này, và mọi người đã được đến với mẹ để cùng nhau cầu nguyện. Thì trong đó Tiểu Hương cũng hiệp ý cùng cầu nguyện với mọi người. Và Tiểu Hương rất cảm ơn anh David và tất cả mọi người. Với một tâm tình của một người con, với một tâm tình của một người đồng hương với Mother Hương, đã dành bao nhiêu thời giờ không quản ngại đường xá trên những chuyến bay dài và đến đây để cùng thăm viếng, tìm hiểu về trung tâm đền thánh mẹ La Vàng. Và chương trình tới đây chắc chúng tôi cũng đã không phải nói là đầy đủ, nhưng mà đã đưa đến quý vị những cái chi tiết một phần nào rất là nhỏ bé trong cái góc cạnh của trung tâm. Hy vọng những ngày tháng sắp tới chúng tôi có giờ, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm để đưa đến cho quý vị những cái tổng quát của đền thánh mẹ La Vàng trong một ngày rất là đây. David, mẹ Huỳnh Tiểu Hương và Mark xin chào tạm biệt và hẹn quý vị vào những cái phóng sự nào mà chúng tôi có cơ hội gặp nhau. Xin chào tạm biệt.